Xin chào. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người. Em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung. Hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá? Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương chị ạ. Rồi, mời em dạ. gái giới thiệu. Xin chào mọi người trong trường quay. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ngoài lấy Việt Nam. Cái chuyện nó không sao cả, vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi, ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ, em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút, cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính, với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa giang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á. Nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như rồi. Em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình dạ. chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, dạ, hỏi thì... luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. Là mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em là không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Đến mức độ anh Quyền Linh thì được. Có anh được hả? Dạ. Anh mà hói là anh ban qua liền rồi đó. Dạ, chào anh. Là dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ không thí dụ em lấy ông chồng nó về. Xong rồi á, lúc đầu chưa hói. Về em đi, ông quá thời gian, con cái, cơ máu, gạo, tiền. Ông suy nghĩ quá, ông hỏi ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn đúng thương rồi. Người đó thôi. Người hói dạ. dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ, cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi, bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm, anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nó nếu như dạ. mà trường hợp mà sử dụng lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu dạ. miễn có công việc làm, có dạ, người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi, rồi vậy tôi yên tâm. Dạ chào chị. Rồi chào em. Bên dạ. đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu ạ. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng,
muốn đi chơi thì phải nói rõ với mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe. Khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ, anh yên tâm, em là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ. Tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Mà ghen đúng nha, đừng ghen bóng ngang gió hoài là mệt người, mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ, định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À, dạ. Tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối, dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ. Nụ cười kia tươi lắm đó. Em không biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi, chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Thì cảm ơn chị. Em đi với anh trai. Dạ, hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Yeah. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Yeah. Nào, mở rào. Dạ, em chào anh ạ. Nãy giờ sau bước rèm hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi. Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính. Có một số nhược điểm cũng giống như anh. Anh có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy, như có một chút tính con nít ở trong đó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì không không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng, anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta là... kêu tiền cái bài xong ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao không hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Nãy chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị, em có thấy cái tướng em đẹp. Em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi em cảm nhận chị? Em, chị biết mà, chị biết gu em mà đó, em cứ kiểm tra đi. Dạ, em thấy là hợp với em á chị. Hợp ý đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ, anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó, bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế.
Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Vậy cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt, em cũng rất là thích. Em hy vọng á, là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được, mà anh cũng... Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói lên ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp và có một anh. Cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ, nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, hay nói quá. Vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu gì hay lắm rồi. Đi, để tài nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tai nghe. Ủa? Rồi em đeo nghe, em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có rồi, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Em cũng xin chào ban tổ chức. Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Trọng. Em sinh năm 1991. Em ở Trà Vinh. Em ở khóm 9 phường 6 đường Đồng Khởi. Hiện tại công việc của em là lái xe xe tải á chị. Lái xe tải. Xe nhà hay là xe của người quen, lái cho mấy người quen á. Thường là em chở trà với cà phê đi giao ở các quận ở Trà Vinh. Một ngày, một tuần lễ em chạy khoảng 3-4 chuyến. Còn những ngày còn lại em không có chạy thì em phụ ba em bán hộp quạt ga với mắt kính. Mấy cái hộp ở trong chợ á chị. Em bán mắt kính thường thôi. Mấy cái mắt chủ pin nắng đó, thứ này kia. Dạ, mắt kính chống nắng bảo hộ á chị. Nhà em ba em làm có cái tủ hộp quạt ga bán trong chợ á. Cũng lâu rồi. Khó phụ nhờ ổn định không em? Dạ. Ổn định không? Dạ, nói chung cũng ổn định. Còn bao nhiêu một tháng? Thì một tháng em làm cũng khoảng 7-8 triệu. 7-8 triệu là chạy xe đấy đúng không? Dạ, chạy xe với làm. Là đối với quê nha. Còn thì ở 7-8 triệu đối với quê là cũng ổn rồi. Dạ, chứ ở trên đây thì chắc không đủ. Đúng rồi. 7-8 triệu nhưng mà chi tiêu một tháng chừng 5 triệu, 2 triệu thôi đúng không? Dạ, dạ, dạ. Thì chạy suốt thì đâu có thời gian mà tiêu pha thì nhiều. Dạ, dạ, dạ. Rồi, gia đình là mấy anh chị em chồng? Dạ, em có 3 anh chị em. Là em là thứ ba, một người anh hai, một người em gái. Em gái là gia đình chưa? Em gái còn nhỏ, mới 17 tuổi, sinh năm 2005. Còn anh trai cũng chưa có gia đình luôn, sinh năm 89. Đường sau chạy đường xa thì mang giày về nha. Dạ, dạ, dạ. Mang giày đi cho nó an toàn. Dạ, dạ. Rồi, thì mạnh điểm yếu của Trọng là gì em? À, điểm mạnh của em thì em biết lái xe ô tô á chị. Với nói chung là em có khiếu về lái xe. Thì rồi xe nào hát đi. Em cũng biết hát. Hát một đoạn này.
Nếu một ngày người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muộn màng. Biết em thương người ấy đã giận nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuồn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Rồi, xin hát. Ở nhà là đi đám cưới các thứ là có đi quẩy lên hát hò gì không? À, cũng có, đúng không? Có thường lắm chị. Rồi, mỗi lần đám cưới là lên đồ là đi đúng không? Mà phải có người mời mới đi. Đương nhiên là phải có người mời chứ không lẽ chắc là mời tự thương tới. Rồi tình trường sao? Tình trường thì từ đó giờ em có 40 tình. Lúc em 17 tuổi em có quen một người cũng được vài tháng, tại lúc đó còn nhỏ. Rồi tới năm em năm 2013 là em được 22 tuổi, em cũng có quen một người cũng được vài tháng. Rồi tới năm 2014 là em được 23 tuổi, em có quen một người cũng được vài tháng. Rồi cuối cùng là em có quen một người này cũng lâu lắm, mà cũng gần 2 năm. Người mà em là mối tình sâu đậm nhất. Dạ, sâu đậm nhất là 2 năm. Người này là thợ cắt tóc. Dạ. Người này lớn hơn em 6 tuổi. Nhưng mà ở ngoài nhìn thấy trẻ lắm. Không có biết là lớn hơn em. Rồi với lại đối với em quan niệm tình yêu thì em không có phân biệt tuổi tác, cũng không có phân biệt giàu nghèo đó. Miễn người ta thương mình, người ta đáp trả tình yêu là mình thích à. Không phân biệt mà còn ế đó, ở đó mà phân biệt. Rồi. Ủa nhưng sao vậy cái cô này sao? Rồi, sau này bạn gái em cũng như là hay đi nhậu này kia đồ, với hay đi giao lưu với nhiều người quá. Rồi em cũng buồn á, rồi em cũng nói hoài. Bạn này có lập gia đình bao giờ chưa? Chưa, cũng còn độc thân luôn, nhưng mà người ta có mối quan hệ phức tạp á chị. Nghĩa là thích. Tại vì làm sao là nhiều mối quan hệ phức tạp khác. Dạ, dạ. Nhưng mà em chỉ là một trong số đó thôi. Dạ. Quen nhiều người quá em không thích, rồi hai bên nói qua nói lại đó, rồi không hợp, rồi bạn gái em không, nói chung là bạn gái em hết thương em rồi á. Rồi dạ. Ủa nhưng mà là cô đó cổ do công việc không em? Không. Ví dụ do công việc người ta phải đi giao lưu hay này nọ đó thì không có công việc, tại tính của người đó thích ham chơi á chị, hả? Thích đi chơi á. Dạ. Như đi chơi trai cũng có mà bạn gái cũng có nữa. Yeah. Không vậy thì em có ghen đồ dữ không? Cũng có chút chút. Vậy bây giờ ví dụ quen bạn gái mà người ta làm sale hay là người ta làm bên kinh doanh, người ta đôi khi phải đi ăn uống với khách hàng thì yeah. Sao thì em chịu không? Dạ cũng được. Cũng được hả? Dạ. Yeah. Cũng được mà không mặt căng vậy. Không, tại lúc trước bạn gái em hay đi hát karaoke đó, rồi đi chung với trai nhiều quá, rồi hay nhậu quá, đó em mới ghen thôi. Bình thường đi làm việc thì em không có ghen. Ok. Rồi. Dạ. Bây giờ em thích bạn gái như thế nào nè? Dạ, bạn gái tướng nhỏ nhỏ. Em là cũng cao to, mà em thích dạ. Người dáng kiểu nhỏ nhỏ đúng không? Dạ, tầm khoảng 1m60 1m60 6 đâu có nhỏ nhỏ đâu em. 1m6 như là 1m50 á chị. Dạ. 5m60 nhỏ nhỏ là phải 4m50 nhỏ quá chị ạ. Nhỏ quá. Thế bảo nhỏ nhỏ mấy bạn 1m6. Lúc trước bạn gái em cũng khoảng 1m6. Nặng khoảng 4 mấy ký à. Dạ. Tướng mi nhon á, tóc vàng vàng. Nói chung anh này thì chắc xăm đồ nhiều hơn, khoan tay đồ chắc không sao đúng không? Dạ cũng được. Đúng thật lòng chia sẻ nha, được cái rồi là mai là dính luôn á. Dạ. Em có hình xăm hoặc em cũng thoải mái thực ra. Dạ, em cũng có xăm á. Xăm gì? Dạ cũng một hai hình. Đâu nói cái hình gì á? Của hả? Dạ không, em xăm chữ với xăm hình cánh 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 chim á. Với xăm hình âm nhạc nè. Dạ, đam mê của em á. Đam mê âm nhạc á hả? Dạ dạ dạ. Nhà có đàn karaoke không? Dạ có. Trước em có mua cái đàn guitar nữa. Có biết chơi đàn nữa hả? Có, mà biết nói chung chơi đàn dở lắm. Thánh được vài nhịp à. Chưa có đầu tư nhưng mà không, bây giờ về tập đúng bài đó lên rồi nếu mà ghi hình biểu diễn được không? Dạ không, không được đâu chị ơi. Guitar người ta học khó lắm. Em mua về làm gì? Tính học. Em mua về thì có bạn bè lại nhà chơi rồi lấy ra đàn vậy đó. Nào đánh được thì là chơi được thì chơi đó hả? Dạ. Tưởng tượng thì ghi hình ổng mang cây đàn cho xong mà hỏi bạn gái đi đám không? Đàn nghe vui.
Rồi, tuổi tác của bạn gái thì không quan trọng rồi đúng không? Dạ, tuổi tác không quan trọng, lớn em cũng được. Nhưng mà... Chục tuổi được không? Lớn hơn chục tuổi được không? Nhìn trẻ được rồi. Lớn hơn tầm khoảng 7, 6, 7 tuổi thôi chị. Bằng người yêu cũ rồi lại thôi. Ken 11 tuổi, 20 tuổi. Không bỏ được. À, thôi được rồi em. Rồi từ rồi bây giờ nếu mà không phân biệt tuổi rồi đó chị, nếu mà vấn đề ly hôn thì được không? Ly hôn á chị? Ừ. Dạ được, nếu ly hôn thì phải có giấy ly hôn đàng hoàng. Ờ, có. Nói chung có là họ hợp lại á chị. Ừ, còn nếu mà họ giống như lỡ dở một lần thì em chịu không? Dạ chịu, tại vì ngày xưa cũng thú thật với chị, năm 2014 em quen cô gái đó là tên Liên. Ừ. Là cũng lớn hơn em nữa, nhưng mà lớn hơn 2 tuổi thôi. Ừ. Mà người ta có gia đình, có một đại chồng, cũng có ly hôn rồi. Ừ. Lúc đó có được một bé 2 tuổi. Ừ. Em cũng thì, ok luôn. Nói chung người đó thương em lắm. Mà tại lúc đó em năm 2014 thì em mới có 23 tuổi à. Em không có suy nghĩ sâu xa. Ừ. Em chỉ nghĩ là mình còn trẻ thì mình phải quen cái người độc thân, chứ mình không thể lấy cái người mà có gia đình rồi. Ừ. Thì từ đó em cũng không có thương người đó lại, không có đáp trả tình yêu á. Ừ. Người đó mới buồn, không có còn gặp em nữa. Chứ người đó thì thương em lắm. Nếu như thời gian quay lại em mà gặp lại người đó chắc có lẽ em sẽ biết trân trọng người đó hơn. Rồi bây giờ rủi giờ em tham gia xong cái cuộc kiếm em thì sao? Dạ không đâu chị, tại vì từ năm 2014 tới giờ là cũng 8 năm rồi em không có gặp. Tại nhiều khi nó hồi xưa không có liên lạc được. Dạ, hồi xưa vẫn có điện thoại, nhưng mà tại vì lúc đó em nghĩ như vậy đó, em nghĩ mình không có thể quen cái người mà có gia đình rồi, ra em chặn hết luôn, người đó cũng buồn lắm. Sau này em quen cái người sau còn độc thân thiệt, nhưng mà người này không có thương em. Em thương người này nhiều quá, người này mới phụ em đó, rồi em nhớ lại cái người trước. Nếu mà em gặp lại bạn đó thì nói chung là vẫn còn sự tôn trọng, vẫn còn thích đúng không? Dạ đúng vậy, đúng. Nhưng mà nếu như mà quen được một cô ở trong chương trình rồi mình tìm hiểu thì đương nhiên là mình vẫn phải dành cái tình cảm cho mình, cho cái mối quan hệ hiện tại đúng không? Dạ đúng vậy, đúng vậy chị. Okay. Rồi, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Dạ... nói chung là phải thiệt tình, đừng có nói dối em. Tại lúc trước bạn gái cũ hay nói dối em. Thế bạn 6 tuổi là hay nói dối, đi chơi đúng không? Bạn mới đây á, dạ dạ. Rồi, ok. Dạ. Rồi chị cảm ơn Trọng ha, có gì thì chương trình sẽ liên hệ thêm với em. Dạ dạ dạ. Làm nội dung kỹ hơn cũng như là tìm hiểu về mẫu người của em kỹ hơn nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn em, đừng xa xôi đến đây để chúng ta chương trình. Bây giờ về tôi nói luôn hả? Dạ chắc em về quá. Tại em về em còn làm phụ, làm đi làm cũng chuyện phụ gia đình đó chị. Cảm ơn em rất nhiều. Nếu mà dạ. Buồn ngủ quá thì phải kiếm chỗ nào để ngủ trưa xíu thì hãy về. Tầm tối dạ. Tối mát thì hãy về. Không, tại vì em lúc trước em chạy xe đường dài á chị. Thật ra em chạy ít xe đường dài, nhưng mà nó là xe tải. Dạ. Còn bây giờ là chạy xe máy. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Lúc trước em cũng hồi mấy năm trước lúc em còn trẻ trẻ em cũng hay đi phượt lắm. Hồi xưa còn trẻ trẻ hả? Dạ, thì lúc khoảng năm 2015 á. Ừ. Là lúc đó em mới có 24 tuổi à. Giờ thì ba lúc trước em đi tới Bảo Lộc. Ừ. Từ Trà Vinh chạy lên Sài Gòn. Cứ đi một đoạn xong rồi nghỉ đúng không? Đi một đoạn rồi nghỉ rồi chạy tiếp. Ừ. Đi tới Bảo Lộc gần nửa đường Đà Lạt á chị. Ờ. Dạ dạ. Rồi, ok, cảm ơn Trọng nhiều nha. Dạ, và em cũng cảm ơn chị. Ừ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ.